top 100 chính là hạt nhân của sức mạnh FPT. Các bạn là tấm gương tiêu biểu để thúc đẩy cái tinh thần FPT trong toàn bộ tập đoàn. Top 100 của những năm trước và top 100 những năm nay khác nhau cái gì? Khác nhau là top 100 trước là trên 1 vạn, còn top 100 nay là trên 3 vạn người. Tức là yêu cầu càng ngày nó càng cao. Và tôi mong muốn rằng các bạn hãy kết nối lại với nhau và có nhiều sáng tạo, nhiều hoạt động chung, nhiều chương trình chung để thay đổi diện mạo của FPT mỗi một ngày. Lần này do đi công tác tôi không thể dự được cùng với các bạn. Tuy nhiên tôi muốn gửi đến các bạn tình cảm chân thành và biết ơn của tôi đến tất cả các bạn từng người một. Và chúng tôi hy vọng rằng đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn nhìn lại thời gian qua và để các bạn lấy thêm nguồn sức mạnh để vươn lên trong thời gian tới.